Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Địa Linh Giáo Chủ, nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Lục Thông có vẻ ngạc nhiên rồi lên tiếng nói: "Phò kiếm pháp nào?" Kế Hoàng lên tiếng đáp: "Trên thân kiếm có ghi chú một phò kiếm pháp, song trong võ lâm giang hồ không ai hiểu thấu, có lẽ chỉ có Sở Thủy Trường Kình Hoa Chăng mới hiểu nổi mà thôi." Luôn đó chàng cởi thanh bảo kiếm sau lưng ra, hai tay vần đưa cho Lục Thông. Lục Thông hai tay chấp lấy thanh bảo kiếm, coi qua một cái rồi lạnh lùng: "Còn có biết tới Huỳnh Long đạo trưởng hay không?" Kế Quan gật đầu rồi thưa: "Con đã gặp." Lục Thông hỏi: "Con thấy Huỳnh Long sư bá như thế nào?" Kế Quan bèn kể lại tất cả quá trình từ lúc chàng đến Mạc Dương Phủ cho đến khi đưa Mạc quận chúa tới Bắc Kinh, rồi đến khi chàng sang Mạc Bắc, trước sau tường tận. Trong câu chuyện chàng không kể chuyện đắc truyền tuyệt nghệ của Cam Đơn lão nhân là gì, có Lăng Ba tiên tử đứng cạnh. Lục Thông nghe nói trầm ngâm một chút, rồi chợt vỗ đùi quát to: "À, phải rồi, tất nhiên câu chuyện này đều do Mạc Quận Dương mà ra, chứ không phải tại đâu cả." Ông quát xong rồi lại lặng đi như không, đang nghĩ ngợi gì đâu đó. Chợt ông đưa thanh bảo kiếm ra cho chàng rồi đoạn nói: "Còn đưa tờ hắc danh đơn cho ta coi." Cái quan tuân lời lấy hắc danh đơn ở trong mình đưa cho ông. Lục Thông mở tờ hắc danh đơn ra, vừa nhìn coi vừa gật đầu. Thần sắc trên mặt của ông thay đổi không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên ông đang tập trung ký ức để nhớ lại những câu chuyện kỷ niệm trên 10 năm về trước. Kế Quan thấy sư phụ mãi trầm tư suy nghĩ, chàng bèn liếc nhìn sang phía Lăng Ba tiên tử. Chỉ thấy nàng đang trợn to mắt nhìn thẳng vào vị lão tăng ngồi ở trước mặt đang nhập định. Thế vậy chàng hơi lạ lùng, bèn cũng chú mục nhìn sang về phía lão tăng. Không ngờ trong lúc chàng thoạt vào không chú ý đến ông ta, nay chàng để ý thì chợt không khỏi giật mình một cái. Vì chàng thấy hòa thượng này vô cùng kinh dị. Người râu tóc bạc trắng như tuyết, diện mạo lại đỏ hồng như trẻ thơ. Đôi bàn tay và cả móng tay đều trắng như ngọc, không hề nhăn nheo một chút nào. Có một chỗ mà chàng sợ hãi hơn cả là sắc da của ông khi trắng khi vàng, khi đỏ khi tím, tùy theo sự hô hấp của ông. Lăng Ba tiên tử lúc này đang mải mê theo dõi, trái lại vì Kế Quan võ học uyên thâm, nên chàng nhận biết vị hòa thượng ấy tu hành đã đến chỗ cảnh giới thượng thặng tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Nên chàng nghĩ thầm, sư phụ đã có một vị cao tăng như vậy làm bạn, tại sao lại có thể lọt vào tay của Kim Ngô Cung được? Chàng đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Lục Thâm lẩm bẩm: "Tìm kiếm ác danh đơn, sưu tầm di vật, tiêu diệt tất cả. Ai mà không có mối thù thâm sâu như thế? Ấy thế mới biết ta hồ đồ thật. Té ra Kim Ngô Cung không phải là đơn thuần xuân bá võ lâm như ta tưởng." Chợt ông ngước đầu nhìn lên và nói: "Hoàng Nhi, con tạm thời hãy cất tờ danh đơn này đi. Sư phụ nhất thời không thể đoán ra Kim Ngô Cung chủ nhân là ai cả, mà mục đích của hắn muốn gì. Đành đợi sau khi gặp Sở Thủy Trường Kình Di Đại Hiệp, hoặc là bọn Huỳnh Long đạo trưởng, Hoa Chăng mới có thể đoán biết được thôi." Kế Hoàng trong khi vui gặp sư phụ, lại thấy sư phụ mãi nghĩ về vấn đề không đoán nổi. Chợt nghe thấy nhắc đến Huỳnh Long đạo trưởng, chàng vội lên tiếng: "Huỳnh Long sư bá đã đến Mạc Bắc rồi." Lục Thông vội hỏi: "Ông ấy đến hồi nào vậy?" Quả nhiên Lục Thông quan tâm đến Huỳnh Long đạo trưởng vô cùng, cho nên thoạt nghe nói ông ta sang Mạc Bắc thì vui mừng muốn nhảy lên. Cái Hoàng thấy vậy lên tiếng đáp: "Sư bá đi trước đó mấy ngày." Lục Thông tức thì thở ra một cái: "À, nếu vậy thì hay lắm." Vì ông biết rõ Huỳnh Long đạo trưởng mỗi khi đã tới Mạc Bắc
tất nhiên là phải tới Kim Ngô Cung, dù rằng nguy hiểm cũng không kỳ quản. Chợt Kế Hoàng lên tiếng nói: không những Quỳnh Long đạo trưởng sư bá mà còn có cả sư huynh của con là Xích Địa Thiên Lý Phù Phong và con gái của ông ta là Phù Tiểu Quyên nữa cũng đã đến đây. Lục Thông nghe nói vô cùng kinh dị hỏi: Xích Địa Thiên Lý là sư huynh của ngươi? Trong thảng thốt, Lục Thông không khỏi biến sắc vì ấn tượng của ông đối với Xích Địa Thiên Lý như một tên ma đầu ai ai cũng ghét sợ. Này Kế Quan đã gọi ông ta là sư huynh thì tất nhiên chàng đã bội phản sư môn gia nhập ma đạo. Chẳng thế mà mới hơn 3 năm võ công của chàng đã tinh tiến đến như thế. Kế Quan biết mình đã lỡ lời, đã gợi nên sự hiểu lầm cho sư phụ, nên chàng định kể lại sự kỳ ngộ đắc truyền của Cam Đơn lão nhân để giải thích cho sư phụ chàng hiểu. Nhưng ngại có Lăng Ba tiên tử, chàng chùng chình chưa muốn nói. Ngay khi đó thì Lăng Ba tiên tử ngây thơ đột nhiên hỏi: Phù Tiểu Quyên là ai vậy? Kế Hoàng đáp: là Bạch Y La Sát, con gái của sư huynh ta. Nghe Kế Hoàng nhắc đến Bạch Y La Sát, nàng chợt nhớ đến vụ mỹ nhân, người mà đã nói với nàng. Nàng bèn gặng hỏi: cô nương ấy có phải rất tốt với huynh không? Kế Hoàng đang buồn vì sự hiểu lầm của sư phụ, chàng đâu có để ý đến câu hỏi của nàng, tiện miệng trả lời nói: ừ. Lăng Ba tiên tử giận dỗi: tại sao huynh không cùng đi với cô ta luôn đi? Kế Hoàng bực mình đáp: cô nương đi tìm cha của cô ấy, huynh sợ cô gặp chuyện chẳng may nên vội vàng đuổi theo để giúp đỡ. Những lời của chàng vừa nói chẳng qua tiện miệng mà trả lời, nhưng đã khiến cho người nghe có một quan niệm khác. Vì Lăng Ba tiên tử là một cô gái mới dậy thì, thoạt gặp chàng thì đã ôm lòng yêu mến, tấm nhiệt tình của nàng đối với chàng hoàn toàn chất phát, nên bất cứ cô gái nào có liên quan đến Kế Quan, nàng đều chú ý. Khi thấy Kế Quan nói đến Bạch Y La Sát mà phải ngàn dặm đuổi theo tới Mạc Bắc, cho nên nàng cho là chàng tuyệt đối chung tình với cô ấy. Nhưng dù sao nàng cũng là một người con gái, nên thoạt nghe đã tự thấy hậm hực nghĩ: ta phải xem con nhỏ này nó đẹp đẽ ra thế nào mà Hoàng ca ca phải ngàn dặm truy tung nó như vậy chứ. Thế lại Lục Thông nghe chàng nhắc lại Xích Địa Thiên Lý Phù Phong thì ở trong lòng đã tức giận. Nay lại nghe chàng nói ngàn dặm sông pha đến Mạc Bắc không phải vì sư phụ, mà là truy tung một cô gái mang cái tên hiệu Bạch Y La Sát. Với biệt hiệu ấy tất nhiên không phải là kẻ trong chính phái, khiến cho ông ta không khỏi giận dữ nghĩ thầm: tên súc sinh này tự cam trị lạc, không những khi sư diệt tổ đầu nhập ma đạo mà còn giao kết những phái nữ trong tà đạo, quả thật là uổng công Lục Thông này 10 năm trời dạy dỗ. Trong khi giận dữ, ông nặng nề nói: ba năm không gặp mặt ngươi, tưởng thế đã tiến bộ giỏi giang lắm rồi hay sao? Kế Hoàng vốn tính tình trung hậu, chàng không hề nghĩ tới lời nói lạnh nhạt của Lục Thông, mà còn cho rằng ông ấy thực tình khen ngợi, nên vội tự tốn đáp: ấy đều là nhờ ân phúc của sư phụ cho nên mới gặt được nhiều mối kỳ duyên. Lục Thông chợt quát to lên một tiếng: câm miệng, ta không cho phép ngươi gọi ta là sư phụ nữa. Thái độ ấy không những khiến cho Kế Quan ngơ ngác, mà ngay cả Lăng Ba tiên tử cũng ngạc nhiên. Nàng dương đôi mắt đen lấy trông vào Lục Thông rồi lại nhìn sang Kế Quan, không hiểu tại sao thầy trò của họ đột nhiên quyết liệt. Về phần Kế Quan, sau khi nghe lời tuyên bố của Lục Thông, chàng hốt hoảng hỏi: sư phụ nói vậy là ý gì? Không lẽ Quan Nhi có chỗ nào sai lầm chăng? Lục Thông lạnh lùng nói: ngươi bây giờ địa vị đã cao rồi, còn gọi ta là sư phụ làm cái gì nữa? Kế Quan thành thật: nghĩa là thầy, nhưng tình thật sự hơn là cha đẻ. Quan Nhi dù đã thừa kế địa linh giáo chủ, sao dám bỏ quên cái ơn dưỡng dục của sư phụ? Huống chi Quan Nhi đắc truyền y bác của Cam Đơn lão nhân chẳng qua là một chuyện ngẫu nhiên thôi. Lục Thông trợn mắt hỏi: chỉ là một việc ngẫu nhiên? Lẽ nào ngươi không biết khi sư diệt tổ chính là điều đại kỵ của võ lâm chăng? Đoạn ông cất tiếng cười gằn. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu cất lên: A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Ba người nhất tề quay đầu nhìn lại, thì ra lão tăng ngồi nhập định ở trên giường đã thức dậy. Vị lão tăng đưa ánh mắt từ bi nhìn Kế Quan một hồi
rồi cất tiếng hỏi. Hồi nãy tiểu thí chủ nói là được chân truyền y bát của Cam Đơn lão nhân, việc ấy chẳng hay có thật không? Cái quan vội nghiêm mặt đứng dậy trả lời. Đệ tử sao dám nói dối? Tiện tay chàng rút thanh bạch ngọc địch giơ lên cao ngang người và nói. Đại sư nếu có sự hoài nghi thì đã có thanh bạch ngọc địch này xác nhận. Lão Tăng cất tiếng cười ha hả. Lão nạp không phải nghi ngờ việc đó, song lão nạp biết rằng bằng hữu của ta đã ẩn tích giang hồ không nói việc đời từ lâu rồi. Tiểu thí chủ đã gặp ông ta ở đâu mà dám nói được ông ta chân truyền y bát vậy hả? Cái quan bèn kể lại quá trình bị Hành Sơn Nhất Hạc đánh rơi xuống một tuyệt cốc, cho đến khi chàng lạc vào một hang sâu gặp hài cốt của Cam Đơn lão nhân, cho đến lúc lấy được địa linh chân kinh. Nghe xong, lão Tăng cất tiếng cười ha hả nói. Té ra là như thế, quả thật là một kỳ duyên ngẫu hội. Nói đoạn, ông ta quay sang nhìn Lục Thông mỉm cười nói. Lục thí chủ, ông đã nghe rõ chưa? Có nên trách lệnh đồ khi sư diệt tổ nữa không? Lục Thông lúc bấy giờ mới biết mình hiểu lầm ái đồ, cho nên ông cất tiếng cười ngượng ngập ra nói. Nếu thật thế thì tại hạ còn gì nói nữa. Lão Tăng chợt từ ở trên giường tung mình nhảy xuống, than nhẹ một tiếng rồi nói. Ây, tình trạng võ lâm phần tranh quyết liệt, máu tanh chảy khắp nơi, chẳng qua vì hai chữ ân oán. Lão nạp bấy lâu chán ngán hồng trần, thoát khỏi vòng tam giới, lòng không nghĩ đến chuyện thị phi, tâm không nặng mang bầu ân oán. Chỉ mong rằng chư vị thí chủ, mỗi một việc làm đều lấy chữ từ bi làm gốc, hành sự theo chính đạo mà đi, cố tránh sao cho khỏi dòng sát nghiệp. Nói xong rồi, lão Tăng tung mình tiến vào khoảng không mất dạng. Tế Quang thấy lão Tăng đi khỏi thì vội lên tiếng nói. Sư phụ, vị đại sư ấy là ai vậy? Lục Thông lắc đầu đáp. Sư phụ gần đây mới quen biết, và ông ta cho biết pháp hiệu là Phi Ảo, nhưng không biết xuất thân và lai lịch ra sao. Tế Quang lắc đầu một cái nói. Nếu người ấy cũng là kẻ trong Kim Ngô Cung, còn dám nói võ lâm Trung Nguyên không ai chống nổi. Lục Thông cả kinh nói. Sao còn biết được hả? Kế Quang đáp. Ông không những nội công cảnh giới đã tới thượng thẳng tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, không phải luyện tập công phu quyền môn mà là quyền môn tiên thiên khí công hồng mông tử khí. Quang Nhi đã từng thấy Kim Ngô Cung đích truyền đệ tử sử dụng công phu ấy, nên nghi ngờ lão hòa thượng này tất có liên quan đến Kim Ngô Cung. Lục Thông vốn biết vì Kế Quang vốn đã gặp nhiều mối kỳ duyên, võ công của chàng không phải như xưa nữa, nên ông nghe chàng nói hết sức tin cậy. Song không khỏi buồn rầu ở trong lòng, vì ông thấy Kim Ngô Cung môn hạ đã có quyền môn tiên thiên khí công, thế tất công phu của Kim Ngô Cung chủ nhân phải cao cường thập bội. Kế Quang thấy sư phụ hồi lâu không hề nói năng, chàng bèn nói tiếp. Hồng mông tử khí tuy oai mãnh vô cùng, nhưng không phải tuyệt đối là không có phương pháp chống cự. Quang Nhi quyết định đêm nay vào trong Kim Ngô Cung thám xét một phen. Nếu gặp Quỳnh Long sư bá, chúng ta sẽ liên tay với ông ấy. Như thế không tốt lắm hay sao? Lục Thông vốn là một con người thận trọng. Khi nghe nói Quỳnh Long lão hữu đã đến Mạc Bắc, thì ông không còn nhẫn nại được nữa, bèn đồng tình lên tiếng nói. Sự kiện đã xảy ra như thế này, không cho phép chúng ta tọa thị được, tất phải ra mặt một phen. Xong chúng ta cần chia ra mà hành động, và lấy ngôi chùa này làm nơi gặp gỡ. Đoạn ông ta quay sang Lăng Ba Tiên Tử nói, cư cô nương tốt hơn hết là nên ở lại chùa, chẳng cần mạo hiểm vào hổ quyệt làm chi. Lăng Ba Tiên Tử vốn tính hiếu động, lại không muốn xa rời Kế Quan, nên cất tiếng đáp. Có thêm ta chẳng phải đã giúp được một tay hay sao? Giả chăng ta cũng không để lương lệ đến mọi người mà phải lo ngại. Lục Thông thấy cô ta khăng khăng một mực, đành phải nhận lời. Ba người tức thì ra khỏi chùa nhỏ. Ba người lúc này nhắm Kim Ngô Cung tiến phát. Đi độ hơn trống canh thì tới một ngôi trang viện vô cùng lộng lẫy.
Lúc bấy giờ đã vào đầu canh một, Lục Thông vẫy tay gọi hai người lại gần. Lấy tay vẽ đồ hình Kim Ngô Cung xuống mặt cát, đoạn chỉ tay vào bức đồ hình đó và nói: "Ngôi tràng viện của Kim Ngô Cung này kiến trúc dựa vào sườn núi, nơi hậu cung vách dốc không thể nào đi được. Mé tay phải toàn là sông ngòi, chỉ có mé trước và tay trái là có thể vào được mà thôi, nhưng lại phải đi qua một khu rừng rậm. Và trong khu rừng rậm ấy bố trí cạm bẫy không sao mà đoán biết được. Nay chúng ta chia thành hai ngã, lão phu từ chính diện đi vào, hai người đi lối bên kia. Song có một điều nên nhớ là tốt hơn hết làm thế nào hết sức tránh va chạm với nhau. Trừ trường hợp đặc biệt, nếu không cần thì chớ nên bạo động. Xong việc ai về trước cứ lại ngôi chùa đó mà chờ đợi." Dặn bảo cặn kẽ xong xuôi rồi, ông tung mình chạy lên phía trước. Thấy Quang Dũng biết sư phụ là một người điềm tĩnh, nay thấy nhắc đi nhắc lại thì biết là ngôi ma cung này vô cùng hiểm ác, nên chàng e Lăng Ba tiên tử là người nóng nảy nhỡ hỏng việc, nên chàng cũng dặn bảo lại nàng: "Đêm nay mục đích của chúng ta là thám xét hư thực của Kim Ngô Cung mà thôi. Nếu không cần phải đánh nhau, xin cô nương chớ nên vọng động." Lăng Ba tiên tử biểu môi một cái nói: "Huynh lắm chuyện thật, muội không phải là điếc đâu. Bàn nãy sư phụ huynh chả dặn bảo là gì rồi?" Kế Quan nghe nàng nói bèn không nói gì nữa, tung mình nhắm phía rừng rậm mà lao người vào. Lăng Ba tiên tử thấy vậy từ ở đằng sau giọt lên theo, tay đặt vào vai của Kế Quan rồi khẽ nói: "Quan ca ca, huynh giận muội hay sao vậy?" Kế Quan vẫy tay một cái ngầm bảo với nàng không nên nói nữa, vì hiện đã đến gần cánh rừng. Thấy tất bên trong có địch nhân mai phục thì tránh khỏi sao tai mắt của chúng. Hai người cùng nhau dùng thuật đề khí thượng thẳng xuyên qua các khu rừng. Khi qua khỏi thì đã thấy Kim Ngô Cung hiện ở phía đằng xa xa mé trước mặt. Nhưng muốn tới cổng của Kim Ngô Cung, thế tất phải đi qua một khoảng đất trống bằng phẳng, rất dễ cho đối phương nhìn thấy mục tiêu. Vì vậy cho nên Kế Quan ra hiệu cho Lăng Ba tiên tử, nói khẽ với nàng: "Nên cẩn thận một chút." Lăng Ba tiên tử nhìn qua một lượt và nói: "Biết rồi, thôi hãy đi đi, sợ gì chứ." Nói xong rồi hai người từ ở trong rừng tung mình chạy vụt ra, nhằm vách tường cao bay tới. Khi hai người đến nên bức tường, tựa sát mình vào trong lên, quả nhiên thấy bức tường đó cao vô cùng, đối với võ lâm giang hồ tầm thường không thể nào nhảy qua nổi. Kế Quan nhìn ngắm một lát, bèn vẫy tay ra hiệu cho Lăng Ba tiên tử, tức thì hai người như một làn khói bay vút người lên, đứng trên vách tường nhìn quanh một vòng, rồi nhanh như cắt đã từ đầu tường vút người sang bên cây thông, cành lá tùm. Khi hai người đã đứng vững trong bóng lá thì đột nhiên một tiếng quát to: "Bằng hữu nào to gan dám vào Kim Ngô Cung? Chúng ta khi nào để cho chúng bay được tự do như vậy?" Lăng Ba tiên tử giật mình, giang tay toàn rút thanh đoạn kiếm ra, nhưng Kế Quan đã kịp thời ngăn lại. Chỉ nghe thấy xa xa tiếng cười ha hả nói: "Kim Ngô Cung đâu phải là Long Đàm Hổ Quyệt. Đạo gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản?" Nghe tiếng nói quen thuộc, Kế Quan kêu thầm lên: "Trời ơi, Quỳnh Long sư bá." Ngay khi đó một bóng người từ trong một bụi hoa bay thẳng lên ngọn giả sơn. Lúc đó chàng mới nhận thấy người ấy mặc áo đạo bào, râu dài, thần thái phiêu dạt như là một vị tiên ông. Và mặc nhiên người đó chính là Quỳnh Long đạo trưởng. Ngay lúc đó hai tiếng thét vang lên. Hai miêu trang võ sĩ tay cầm thanh bảo đao, hào quang lóng lánh, nhất tả nhất hữu xông tới. Quỳnh Long đạo trưởng lúc này cũng vẫn đứng thản nhiên như không hay biết gì, chỉ hừ lên một tiếng, tay áo nhẹ nhàng phất lên một cái. Hai miêu trang võ sĩ đã như hai khối thịt vụn, bay vào vách tường kêu to lên một tiếng chết ngay tức thì. Quỳnh Long đạo trưởng cất tiếng cười ha hả một hồi, tay áo vẫy một cái tung mình bay lên. Đột nhiên một bóng đen vụt bay lên theo, cất tiếng giọng lạnh lùng nói: "Lão ma,
ngươi đã tới Kim Ngô Cung thì đừng mong ra khỏi nơi đây nữa. Ầm một tiếng vang dội, đôi bên lưng không đã chạm nhau một chưởng. Huỳnh Long đạo trưởng tay áo bào phời phới từ từ hạ chân xuống ngọn giả sơn như cũ. Còn bóng đen đó lăn không cũng lộn một vòng, hai chân hạ xuống mặt đất. Té ra người đó chính là quỷ thủ tiên ông Âm Kỳ. Đôi bên chạm nhau một chưởng đã phân rõ sự thắng bại. Hiển nhiên quỷ thủ tiên ông đã thua một đợt về công lực, nhưng không vì đó mà ông ta chịu rút lui. Chỉ cười gằn một tiếng và nói: Bằng hữu dám đến Kim Ngô Cung tất nhiên không phải là người thường, vậy xin cho biết danh tính đi. Huỳnh Long đạo trưởng cất tiếng cười nói: Bần đạo là Huỳnh Long, nếu muốn cùng bần đạo phân tài cao thấp thì người chưa có đủ tư cách đâu. Hãy gọi Kim Ngô Cung chủ nhân ra đây gặp mặt lão phu đi. Quỷ phủ tiên sinh cười nhạt nói: Ngươi đừng ngông cuồng, trong giới võ lâm Trung Nguyên thì ngươi là một kẻ đáng kể sòng dời Kim Ngô Cung, thì lại không cho phép ngươi xưng hùng xưng bá. Hãy coi quỷ thủ tiên ông ta đưa ngươi về âm phủ. Nói dứt lời đã thấy quỷ thủ tiên ông dùng đôi tay một cái dài hơn thân hàng thước, rồi chân từ từ bước tới. Huỳnh Long đạo trưởng mắt nhìn quỷ thủ tiên ông tiến tới mỗi lúc mỗi gần, nhưng ông vẫn vòng đôi tay ở phía trước ngực thản nhiên như không biết có ông ta. Quỷ thủ tiên ông mắt nhìn ông ta ra mặt khinh thị thì quẩn quýt cười lên một hồi, rồi hai tay lộn lên hạ xuống mỗi lúc mỗi tiếng gần thêm. Đột nhiên sạc sạc sạc, trong bụi hoa lại xông ra mấy người nữa. Tất cả những người này kế quan đều quen biết mặt, đó là Độc Nhãn Lộ, Tam Miêu Chi Thần, Đa Luân Ba, đã từng cùng chàng chiến đấu mấy lần và cuối cùng đã bị bại chiến ở chùa Bốc La vừa rồi. Khi bọn đó nhảy xuống mặt đất, tức thì dây lấy Huỳnh Long đạo trưởng vào giữa. Kế Hoàng tuy biết rõ võ công của sư bá cao diệu vô cùng, nhưng chàng thấy ở bên địch quá đông nên thầm lo cho ông. Và chàng chuẩn bị tăng viện, thầm đề tụ chân khí. Chàng chăm chú theo dõi trận chiến, bụng nghĩ thầm: sư bá ta từ xưa đến nay thận trọng, sao giờ lại hồ đồ đến như vậy? Chưa dò xét tình hình của Kim Ngô Cung, đã vội hành động, như vậy có phỏng ích gì chứ? Trong khi chàng còn đang nghĩ cách tìm cách dụ ông ra khỏi Kim Ngô Cung, chợt quỷ thủ tiên ông đã kêu to lên một tiếng, dùng đôi tay quỷ lên, tức thì biến hóa thành trăm ngàn cánh tay, tấn công thẳng vào Huỳnh Long đạo trưởng. Tiếp theo đó bọn Độc Nhãn Lộ cũng nhất thề xông vào. Trong chốc lát chưởng phong ào ạt, thủ cước ngập trời như cuồng phong bạo vũ, vô cùng khốc liệt. Ngay khi đó xa xa có tiếng quát to một tiếng: Huỳnh Long đạo trưởng đừng sợ, có tiểu đệ đến tiếp viện cho huynh đây. Tiếng quát chưa dứt thì một bóng người đã nhanh như tên bắn người tới. Té ra đó là Vạn Lý Dân Yên Lục Thông. Sở dĩ ông xông vào trận chiến là vì ông thành tâm lo cho bằng hữu cũ. Với quan niệm của ông thì Huỳnh Long ngày nay vẫn là Huỳnh Long của ngày xưa, không hơn không kém, nên ông mới can thiệp. Chứ ông đâu có hay biết rằng Huỳnh Long ngày nay đã luyện thành Quyền Đô Bảo Lục, toàn thân võ công tinh diệu, có coi bọn địch vào đâu. Trong khi Lục Thông xông tới gần núi đá thì đột nhiên một bóng tím nhỏ nhắn từ luồng khói nhạt từ ở bên ngoài bờ tường bay vào, đồng thời cánh tay áo phất nhẹ một cái đẩy về phía Lục Thông, khiến cho thân hình to lớn của ông bay văng ngược trở lại xa độ 3-4 trượng. Một hồi lâu mới nghe ông kêu to lên rồi rơi xuống đất. Bóng tím đó sau khi kích trúng Lục Thông chỉ hơi ngừng chân lại trong giây phút, rồi lại bay dèo lên không trung biến vào trong đêm tối. Những biến cố đó 10 phần đột ngột, Kế Quan không ngờ xảy ra tai họa ấy. Khi chàng phát giác ra thì đã không kịp nữa rồi. Trong nhất thời chàng không khỏi kinh hoàng, chàng quát to lên một tiếng, đôi chân chạm mạnh vào thân cây từ trên ngọn cây cao hơn 5 trượng, giọt thẳng lên thêm 7-8 trượng nữa. Tay của chàng dung ra một thế phi ưng bát thố, nhằm đầu của bóng áo tím mà lao nhanh đến như tên bắn, chỉ trong chốc lát đã biến dạng. Nói về Huỳnh Long đạo trưởng đang vận chuyển quyền công
để ngăn những luồng kình phong chỉ lực đang bốn phương xung quanh tấn công tới, thì đột nghe tiếng quen thuộc kêu gọi mình. Ông vội ngước mắt nhìn lên, vừa kịp nhận ra là Vạn Lý Vân Yên, người bạn cũ lâu năm không gặp, đã bị kích thương rồi. Nhìn thấy như vậy, ông vừa lo vừa giận, chợt đề tụ chân lực, toàn thân dù một chưởng, nhằm vào Hồng Y Lạc Ma mà đánh tới. Khi thấy ầm một tiếng, Hồng Y Lạc Ma Cách La đã bị ông ta một chưởng động đến đổi phải lão đảo thối lùi về sau mấy bước, cơ hồ muốn té ngã. Quỳnh Long đạo trưởng nhân cơ hội đó tung mình nhảy lên bên người của Lục Thông, nâng ông ta lên vai, người đã giọt lên trên tường rào giọt biến mất. Hành động đó chứng tỏ ông đã già kinh nghiệm hơn Kế Quan nhiều, vì ông lo chuyện cứu người hơn là truy kích kẻ địch. Lại nói về Lăng Ba tiên tử, từ khi thoạt thấy Di Kế Quan đuổi theo địch nhân, thì nàng cũng từ ở trên cây thông buông mình xuống, tức thì đuổi theo về phía Kế Quan. Không ngờ gặp Cách La sau khi bị Quỳnh Long đạo trưởng kích thương, vừa thoáng thấy Cách La, tức thì nàng đã dùng ngay thanh đoạn kiếm lên chém Cách La làm hai khúc. Thấy Cách La bị sát hại, Đa Luân Ba như điên cuồng lồng lộng, lớn tiếng quát to: "Xú A Đầu, ngươi cả gan thừa lúc người bất phòng ám hại, ta phải giết chết ngươi mới được." Tức thì trưởng phong như vũ bảo nhắm nàng tấn công tới. Vì Lạc Ma ấy công lực mười phần thâm hậu, đang lúc tức giận mà ra tay, chưởng nào chưởng nấy đều dẫn đủ mười phần chân lực, phát ra nên oai thế vô cùng mãnh liệt, tưởng chừng như có thể thôi sơn bạc hải. Và chẳng mấy lúc đã cuốn Lăng Ba tiên tử vào trong vòng chưởng ảnh. Quỷ thủ tiên ông âm kỳ vốn biết thanh đoản kiếm của nàng là một kỳ trân bảo kiếm, nên không dám dùng tay để đỡ gạt, chỉ lo né tránh. Thỉnh thoảng ông dùng nhiếp hồn đoạt phách thủ độc môn của ông ta, nhằm thanh cổ kiếm của nàng mà chụp tới. Lăng Ba tiên tử trong khi phải đối phó với một tay cao thủ liều lĩnh như Đa Luân Ba đã thấy khó chịu lắm rồi, nay lại thêm quỷ thủ tiên ông thì quả là khó mà chống đỡ cho nổi. May nhờ nàng căn cơ thâm hậu, bản tính lại quật cường, nên cố gắng chống chọi, khiến cho quỷ thủ tiên ông tuy đắc lợi xong vẫn chưa sao hạ sát nàng được. Giữa lúc tình thế hiểm nghèo ấy, ngoài tường đột nhiên bay vào một mông trang lão hán. Chân chưa tới đất, lão hán đã quát to một tiếng: "Hai nhân vật tên tuổi gian lừng thế mà uy hiếp một đứa con gái nhỏ, như vậy không biết thẹn hay sao?" Miệng nói, hai tay to lớn của ông đã phát ra một chưởng. Một luồng chưởng kình đỏ lạc, oi bức và nhanh nhẹn cuốn về phía đằng trước. Quỷ thủ tiên ông vốn là một người kinh nghiệm giang hồ, nhắc thấy chưởng phong của lão hán kia, tức thì đã nhanh nhẹn thu chưởng lại, tránh dục sang một bên để thoát. Riêng Đa Luân Ba, tự thị võ công, giả chăng đang khi tức giận không kịp nghĩ ngợi, cũng quát to lên một tiếng dung chưởng đánh lại. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau, ầm một tiếng, tức thì toàn thân của Đa Luân Ba tung ngược về phía sau, cào tơi bãi tám trượng. Chỉ kịp kêu to lên một tiếng đã rơi xuống đất. Luồng chưởng phong ấy quả nhiên vô cùng lợi hại. Chẳng những bộ áo cà sa màu đỏ của ông ta bị cháy thành tro, mà thân thể của ông ta cũng thành một khúc than đen sạm. Trước sự kiện kinh hồn đó, tất cả bọn quần ma đều kinh hãi vì chưởng lực thần kỳ của lão hán, khiến nhất tề đứng ngẩn ngơ tại chỗ không ai thốt nên lời. Lăng Ba tiên tử nhát thấy ông ta tức thì kêu to lên: "Phụ thân đã đến rồi sao?" Đoạn tung mình nhằm ông ta mà nhảy tới. Mong tràng lão hán hình như mục đích chỉ là đến tìm đứa con gái, cho nên vừa khi thấy nàng vừa nhảy tới, tức thì ông nắm tay con gái khẽ kéo một cái, toàn thân của hai cha con như hai luồng khói dục qua vách tường cao, trong giây lát biến vào trong rừng cây mất dạng. Nói về Di Kế Quan, khi thấy sư phụ bị bóng người áo tím kích thương, không biết sống chết ra sao, nhưng lòng của chàng vừa lo vừa giận, nên chàng sử dụng tuyệt thế Phi Ưng Bát Thố, nhanh như điện chớp đuổi theo bóng tím chạy ở phía trước. Bóng tím hình như đã phát hiện ra chàng, nên càng gia tăng tốc độ phi hành, mỗi lúc mỗi thêm nhanh hơn. Toàn thân vút đi như một luồng khói nhạt, thoáng chốc thì đã biến sau vách tường cao.
Ấy quan vì sư phụ quyết tâm đuổi theo, dù có phải lao mình vào lửa đỏ, chàng cũng không từ nan. Cho nên không hề suy nghĩ, chàng tung mình rượt theo. Khi chàng đặt chân xuống đất thì chỉ thấy trong đó đường mòn khúc khuỷu quanh co. 10 cổng giống nhau như một, trùng trùng điệp điệp, không kém gì nội quyển của hoàng cung. Chàng ngơ ngác nhìn giây lát, chợt phát giác ra bóng tím đang chạy theo lối đường mòn ở trước mặt, rồi chớp cái thì đã biến mất. Lúc bấy giờ chàng không còn nghĩ ngợi bóng tím đó chạy tới lối nào nữa. Chàng quát to lên một tiếng, chàng nhắm hướng bóng tím vừa chạy tung mình nhảy tới. Trong khi giận dữ, toàn thân của chàng chẳng khác gì một mũi tên vừa thoát khỏi dây cung. Giây lát sau chàng đã chạy ra ngoài 50-60 trượng. Chàng càng chạy, con đường trước mặt nó càng khúc khuỷu, hình như vô tận, thì không khỏi bất động ở trong lòng thầm nghĩ. Không lẽ bóng tim cố dụ mình vào cơ quan mai phục gì sao? Tức thì chàng quay mình trở lại, không ngờ khi chàng nhìn lại thì thấy mình đã đứng trước một vách tường cao vút không tài nào vượt qua cho nổi. Chàng lúc này đã hối hận, vừa giận mình đã quá nông nổi, không chịu nghĩ trước tính sau. Vừa lo cho thương thế của sư phụ, chàng nghĩ bụng. Nếu kẻ trong Kim Ngô Cung lợi dụng thời cơ ấy sát hại sư phụ thì phỏng mình có đánh chết người mặc áo tím cũng đâu có lợi ích gì đâu. Càng nghĩ chàng càng hối hận. Phần hối mình hấp tấp, phần giận mình chim lòng cá chậu, mà muốn thoát thân lúc này quả không sao được nữa. Chàng lúc này phân vân vô cùng, đằng sau bị bức tường ngăn mặt, trước mặt một màu đen tối, thỉnh thoảng từ trong bóng mờ u ám, một luồng âm phong màu đen thổi tới, mang theo hơi ẩm ướt. Do đó chàng biết chắc, ở phía trước là một con đường không có lối đi. Chàng nghĩ thầm, giờ mình cứ đứng tại đây cũng đâu có ích lợi gì, nhất bằng cứ đi thẳng về phía trước xem sao. Nghĩ vậy cho nên tức thì, rút ở trong người ra thanh kim tinh đoạn phách kiếm. Thanh kiếm toát ra một luồng ánh sáng hòa diệu soi sáng một khoảng đường đi. Nhờ ánh sáng yếu ớt đó chàng đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy con đường chàng đi hình như là hơi dốc ngược lên. Càng đi càng đen tối hơn lên và hơi lạnh thấu xương, khiến nổi da gà rung cầm cập. Đi một hồi lâu con đường càng thêm rộng rãi. Rồi trước mặt của chàng là một căn phòng đá thiên nhiên đục trong một hang đá. Chàng bước chân vào thạch thất. Chỉ thấy dưới chân cất lên những tiếng kêu soàn soạt như xé lụa. Chàng bèn cúi mình nhìn xuống thì ra những vật mình đang dẫm chân lên là những đống xương cốt của người. Thì ra là những xương người trước đây đã vào trong hang này rồi bị chết để lại. Nhìn thấy tức thì chàng rùng mình kinh hãi vô cùng và tự nghĩ thầm. Không lẽ những bộ xương này toàn là những kẻ vào đây bị hại hay sao? Ngay khi đó lại có tiếng động lạ cất lên một lần nữa. Tình cảnh ở trong đó đột nhiên thay đổi. Con đường nhỏ mà mình vừa đi vào hình như biến mất. Toàn thân của chàng lọt vào một hang đá gió lạnh thấu xương, mà mỗi lần gió thổi tới là một mùi tanh tưởi đưa vào mũi, khiến muốn buồn nôn khó chịu vô cùng. Đang lúc chàng còn kinh hoảng, đột nhiên những tiếng thép chạm nhau, hiển nhiên là có sự đụng chạm của những người giao chiến. Thế như dạng mã thiên binh, và những luồng khói mù màu đỏ bay ra bốn phía, rồi dần dần luồng khói đỏ đó đã bị dồn vào một phía. Kế quan vừa thoáng nghe tiếng binh khí chạm nhau thì vô cùng ngạc nhiên nghĩ thầm. Có lẽ ở trong hang đá này có một cuộc giao chiến hay sao? Chàng còn đang suy nghĩ thì chợt thấy ở trong hang bay ra một mùi nồng nặc thật là khó ngửi, khiến cho đầu óc của chàng choáng váng. Kế quan giật mình lẩm bẩm, đây là khí độc màu đỏ tác quái. Nghĩ thầm như vậy, lập tức kế quan vận dụng quyền công bắt những khí độc mà chàng vừa hít phải, đồng thời chàng lại vận dụng lưỡng cực hỗn nguyên chân khí ra ngoài cơ thể. Tức thì có một luồng hơi màu xanh phát ra bao quanh khắp châu thân, ngăn chặn làn khói mù màu đỏ đó. Chỉ thoáng trong ít phút giây, chàng mới thấy tinh thần sảng khoái, không buồn ói nữa. Giữa lúc đó thì tiếng binh khí rít lên ở bên trong hang đá đưa ra càng lúc càng ghê gớm, khiến cho kế quan động lòng hiếu kỳ, muốn xông thẳng vào tận ở bên trong hang cho biết rõ sự tình.
Chàng vận dụng lưỡng cực hỗn nguyên chân khí ra để bảo hộ toàn thân, nên không còn lo ngại những luồng độc khí ấy nữa. Nên chàng rảo bước đi thẳng vào trong hang, hướng theo tiếng binh khí chạm nhau mà tiến tới. Chàng đi xuyên qua những tảng đá to lớn, rồi tới một khu đất khá rộng và trống trải. Vừa lúc đó thì Di Kế Quang cũng vừa nhận ra ba luồng kiếm quang, xanh, trắng, vàng, theo hình tam giác dàn thành một thế trận kín đáo. Kiếm khí phát ra lạnh lẽo, kiếm quang chói mắt. Những luồng khói đỏ vừa bay đến gần nơi đã bị kiếm khí đánh bạc ra ngoài, bài tản đi hết. Di Kế Quang đứng ngoài lưu ý bài kiếm pháp đó, thấy sử dụng toàn là thế thủ, mười phần kín đáo. Chỉ thấy luồng hào quang nhấp nháy xoay tít bốn bên như một cái chong chóng, không thể nào nhận rõ hình người đang sử dụng. Thời gian trôi qua có thể nói qua một khắc. Bỗng khói mù màu đỏ đó dần dần nhạt hẳn, rồi mất hết. Luồng kiếm quang cũng ngừng lại, hiện ra ba người sử dụng. Một người là Lam Bào Thư Sinh, một vị là lão trưởng mặc áo màu vàng, còn một vị nữa là đạo trưởng. Ba người vừa ngừng tay thì cũng vừa nhận ra sự có mặt của Di Kế Quang đứng sau tảng đá. Cả ba cùng kinh ngạc bởi sự xuất hiện bất ngờ của chàng. Và nhất là thấy Di Kế Quang tỏ vẻ ung dung, không hề bị làn độc xâm phạm vào cơ thể. Vừa lúc đó Di Kế Quang cũng đã tiến bước đến vòng quyền và nói: ba vị lão tiền bối, chẳng hài quý tính cao danh là gì? Có phải ba vị cũng bị giam cầm tại nơi đây chăng? Lam Bào Thư Sinh chợt tiến lên một bước, nhìn kỹ Di Kế Quang một lúc rồi mới lên tiếng nói: lão phù hỗn danh là Sở Thủy Trường Kình, Di Tử Lương. Còn hai vị này là Võ Đan Thiết Mộc Đạo Trưởng và Thanh Thành Lăng Tiêu Kiếm Khách. Nói tới đây, Sở Thủy Trường Kình, Di Tử Lương thở dài một tiếng rồi nói tiếp: bọn lão phù bị giam cầm ở trong hang đá Quạnh Hiu này đã 10 năm nay. Ngày hôm nay gặp được Túc Hạ là người có thể nói chuyện được. Di Kế Quang ngạc nhiên trợn tròn ánh mắt, toàn cất tiếng hỏi thì vị đạo trưởng đã ngắt lời: khi cửa hang vừa mở ra thì cũng là khí độc phun ra mạnh nhất. Người nào ở con đường độc đạo đó tiến vào đây đều bị hít phải khí độc đó. Vậy mà tiểu ca có thể nghiễm nhiên vào tới đây được thì bần đạo đoán không lầm, ắt tiểu ca ở trong mình có mang vật báo chi, hoặc là đã từng dùng qua loại linh dược dạng độc bất xâm. Kế Quang cười thầm trong bụng. Ông ta không thể ngờ rằng ta đã luyện thành lưỡng cực hỗn nguyên chân khí, nên họ ngạc nhiên là cũng phải. Tuy nghĩ thầm như thế nhưng Kế Quang vẫn vui vẻ trả lời: giảng bối không dè khói mù đó lại là một chất độc hại đến như vậy. Lúc đó Thanh Thành Kiếm Khách cũng vừa lên tiếng nghiêm mặt nói: tiểu ca chẳng ai thuộc về môn phái nào, tại sao lại biết đến đây vậy? Xin nói cho lão phù rõ. Vì Kế Quang vội vòng quyền cúi đầu thưa: giảng bối họ Di, thảo tự là Kế Quang, giảng Lý Dân Yên Lục Thông chính là gia sư. Sở Thủy Trường Kình, Di Tử Lương mới vừa nghe chàng nói ra sư môn và tên họ thì sắc diện ông ta đã thay đổi, tỏ vẻ kích động thở dài một tiếng và nói: ây, Lục Hiền Đệ, ngươi đã phụ lòng trọng tác của Ngô huynh rồi. Nói lẩm bẩm tới đây, lão chợt mở to mắt nhìn Di Kế Quang rồi lớn tiếng hỏi: tiểu tử, có phải Lục Thông dẫn ngươi tới đây không vậy? Di Kế Quang giống ở trong lòng đã có sự kính mộ Sở Thủy Trường Kình, Di Tử Lương từ trước, nên lúc gặp mặt vừa nghe họ Di xưng danh tính thì có vẻ đã nể thầm. Nhưng đến nay thấy Di Tử Lương quát hỏi như thế thì Kế Quang vừa tức giận, nhưng chàng cố gắng nén lòng cười nhạt lạnh lùng và đáp: gia sư vì ba vị nên đã cắt tóc đi tu, ẩn tích ở Mạc Bắc liền 3 năm trời. Mấy hôm nay đây đã bị Sa Cơ Kim Ngô Cung bắt được và tưởng đâu đã bị thiệt mạng rồi. Nay giảng bối cùng ba người bằng hữu tới nơi đây mời cứu được gia sư thoát khỏi miệng hầm. Đêm nay gia sư cùng tới đây với giảng bối, không may đã bị một tay cao thủ của Kim Ngô Cung kích thương rồi. Chàng nói tới đây sực nhớ đến sư phụ bị người ta đánh trọng thương, không biết sống chết ra sao.
tự mình lại lọt vào trong cái hang đá này thì không khỏi nổi cơn tức giận. Chợt chuyển mình giơ tay vận dụng nội công nhằm tảng đá phách ra một chưởng. Một tiếng ầm vang dội nổi lên, chẳng khác chi là trời long đất lở. Tảng đá vỡ tan thành bụi, bay lên mù mịt. Những tảng đá lớn bằng chiếc thùng nước dài hơn một trượng đã bị đánh tan còn tơi ba tảng liền. Chiến lực của chàng phát ra vô cùng oai mãnh, cả ba người đều giật mình kinh hãi, nhất là Sở Thủy Trường Kình, vừa ngạc nhiên lại vừa kính phục. Trong nhất thời không biết nói như thế nào cho phải, nên cứ ngẩn người ra nhìn Kế Quan. Vì Kế Quan trong lúc tức giận đã phát ra một chữ, trong người đã nguôi ngoai. Chàng không lưu ý đến ba người nữa, liếc nhìn chung quanh hang đá, nhận thấy cái hang này do thiên nhiên tạo thành. Ở trên đỉnh hang thấy chạm thành một cái đầu người, những luồng gió lạnh từ trong thất khiếu bay ra. Thì chàng nghĩ thầm, cái gì mà lạ vậy? Có lẽ khói độc ở trong đó, ở trong cái đầu người bay ra chăng? Chàng còn đang suy nghĩ thì tiếng nói của Sở Thủy Trường Kình bỗng cất lên. Tiểu tử, ngươi còn ít tuổi sao dám dùng lời nói dối với lão phù và có cử chỉ hỗn láo như vậy hả? Vì Cái Quan đưa mắt nhìn Di Tử Lương rồi cười nhạt đáp. Gia sư đã tốn biết bao nhiêu là tâm huyết, những tưởng rằng vừa lòng bằng hữu, không ngờ ngày nay lại bị lão bá có lời mắng nhiếc, khiến cho tại hạ không thể nào tôn kính được nữa. Di Tử Lương cao người nói. Như vậy thì ngươi cho là lão phu trách nhầm sư phụ của ngươi sao? Cái Quan cười nhạt đáp. Gia sư sức lực hữu hạn, đã hết sức cố gắng, đến như thế là cùng rồi. Nếu đặt địa vị của ba vị lão tiền bối trong hoàn cảnh đó, phải xử sự như thế nào cho phải đây? Di Tử Lương chợt thở dài một tiếng rồi buồn rầu nói. Ây, Kế Quan còn nói đúng. Cha đã trách làm sư phụ của con rồi. Kinh ngạc, Di Kế Quan đưa ánh mắt sáng quắc nhìn Di Tử Lương và hỏi. Di lão trưởng, chẳng hay lão trưởng vừa nói cái gì vậy? Kế Quan đột nhiên thấy Di Tử Lương nhận mình là con và xưng là cha, nên chàng vừa bối rối lại vừa ngạc nhiên, ở trong lòng hồi hộp hoảng hốt. Sở Thủy Trường Kình, Di Tử Lương chợt tiến lên hai bước, vỗ vào bả vai của Kế Quan, mười phần xúc động run run nói. Kế Quan con, ta là thân phụ của con đây. Nguyên xưa kia, lúc con còn thơ ấu, cha trao con cho Lục Thông sư phụ dưỡng nuôi. Còn cha thì có nhiệm vụ phải đi tới Mạt Bắc. Cha đã căn dặn sư phụ của con là không nên cho con biết sự thật, sợ con mạo hiểm tới nơi này ắt uổng mạng, và dòng họ Di của ta cũng sẽ bị tuyệt tự. Không ngờ ngày nay tránh không khỏi mạng số, con đã mạo hiểm tới đây một con đường tuyệt mạng. Trời ơi! Như vậy có phải là ý trời hay là không?